Thưa quý vị, chị Thanh Thủy hẳn là gương mặt của mọi nhà rồi. Rất nhiều người đã quen biết với các vai diễn của chị từ sân khấu cho đến màn ảnh. Và hôm nay Minh Đức có một cái kỷ niệm rất là lâu rồi. Chị Thanh Thủy thân mến, có thể mọi người rất là quen với những cái vai diễn của chị ở sân khấu kịch IDCAP hay là trên màn ảnh, rồi sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Vai hài, vai bi, kiểu gì chị cũng làm được. Thế nhưng có một cái vai này, Minh Đức chắc là rất nhiều quý vị chưa có dịp được xem. Vì đã rất lâu rồi, vở này không có được diễn lại. Và Minh Đức hân hạnh được biết đến chị Thủy lần đầu tiên là qua cái vai diễn rất đặc biệt trong vở diễn Ba Người Lính Ngự Lâm. Đấy, đó là vai diễn Milady. Đấy, một cái người phụ nữ xảo quyệt trong cái câu chuyện đó. Và lần đầu tiên để xem chị Thủy diễn ở nhà hát lớn Hà Nội. Ô trời đất ơi. Đó, mười mấy năm rồi, cái vai diễn có vẻ nó khác biệt nhất với những gì mà chị đã từng diễn và khán giả cũng đã từng quen với chị. Bây giờ chị có nhớ nhiều về cái hình tượng nhân vật rất xảo quyệt đấy không? Đó là một cái vở diễn mà được đầu tư bởi Viện Văn hóa Trao đổi với Pháp và chính đạo diễn của người Pháp qua Việt Nam. Và kể cả cái bộ phận ánh sáng và bộ phận về thiết kế qua Việt Nam luôn. Rồi phục trang đó là họ yêu cầu mình là đúng chuẩn luôn. Lúc đó Thanh Thủy nhớ rằng là cái nhà hát thành phố của mình á là mới vừa xây lại và họ là cái đơn vị là đặt toàn bộ xét lại toàn bộ ánh sáng của mình hết. Thì thường với những cái diễn viên mà đóng những cái vai như vậy á thì khán giả rất là dễ đánh đồng họ như thế. Đấy, thành ra đóng cái vai ác là hay bị ghét là vì thế. Đấy, thì chị có bị nghĩ như thế khi đóng những cái vai ác không? Khi đóng những cái vai ác á thì mình phải chấp nhận. Tại vì như thế này nè, thật ra nếu mà mình muốn chống lại cái điều đó thì mình không nên nhận. Không nên nhận. Khi mình đã nhận rồi thì mình phải làm sao đó để cho cái vai của mình nó được khán giả chấp nhận. Khi mình thành công thì đương nhiên mình thích rồi, mình hạnh phúc rồi. Nhưng nó cũng có một cái sự mà nó hơi đã chút xíu đó là tao ác nè, tao ác nè. Ở ngoài đời đừng có đụng tới tao, đến sao tao ra thì tao ác là tao ác lắm đó. Tự nhiên mình cũng cảm thấy là đó là một trong cái vũ khí mà mình không cần phải dương ra. Người ta nhìn thấy, người ta sợ thấy mình ác rồi, thôi tránh nó ra đi. Thôi vậy cho nó bình an. Chuyện của sao lần đầu chào đón một ngôi sao của sân khấu kịch, người có thể khiến khán giả khóc cười chỉ bằng một ánh mắt. Nghệ sĩ Thanh Thủy, với những câu chuyện ít khi được kể đằng sau những vai diễn nổi tiếng. Khi đóng những cái vai ác đó, thì mình phải chấp nhận trên sân khấu nó là của sân khấu. Bước ra ngoài đời thì mình cũng giống như tất cả mọi người. Và chân dung một Thanh Thủy còn ít được biết đến hơn khi là một phụ nữ của gia đình. Thanh Thủy rời khỏi sân khấu và trở về với đời thường như thế nào? Rất bình thường, rất đơn điệu và nhạt nhòa. Đón xem Chuyện của sao với nghệ sĩ Thanh Thủy được phát sóng vào lúc 20:15 thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 trên kênh VTV9.